Cầu nguyện với phúc âm hàng ngày. Trích bổ suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Cầu nguyện với phúc âm hàng ngày. Trích bổ suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Thứ hai tuần 7 Phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: Đúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Chúa Giêsu đáp lại các ông: Bây giờ các con mới tin ư? Này đến giờ và đã đến rồi, các con sẽ tản mát mỗi người một ngả, bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng Thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với Thầy. Thầy nói với các con những điều đó để các con được bình an trong Thầy. Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Sứ điệp. Trong thế gian, các ngươi sẽ phải khốn khó, nhưng hãy can đảm lên, Ta đã thắng thế gian. Đó là lời Chúa Giêsu tiên báo và là niềm an ủi cho mỗi người chúng ta. Tự vấn. 1. Thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với Thầy. Tôi có noi gương Chúa Giêsu để xác tín rằng Thiên Chúa không bỏ rơi tôi trong mọi lúc tôi gặp buồn phiền, chán trường, đau khổ không. 2. Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Tôi có nhớ rằng Chúa Giêsu đã chiến thắng đau khổ và sự chết để dũng cảm đối đầu với tội lỗi và những gian dối trong cuộc sống thường ngày không? Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, khác với mọi nhà chính trị, trước khi Chúa về cùng Chúa Cha, Chúa đã tiên báo cho những kẻ theo Chúa toàn là những sự khốn khó, nào là bắt bớ, ưu phiền, nào là chống đối, tan rã. Quả thật, 2000 năm qua là một bằng chứng cho thấy đã ứng nghiệm cái sự thật đáng sợ đó. Giáo hội luôn bị bách hại, tuy nhiên Chúa đã an ủi khích lệ giáo hội can đảm lên. Tất cả mọi gian khổ thử thách, dù đáng sợ đến đâu, vẫn không thể ngăn cản giáo hội tiến đến chiến thắng cuối cùng mà Chúa dành cho giáo hội. Lạy Chúa, sống giữa thế gian đầy sức mạnh tấn công, đầy gương xấu và mọi thứ lý thuyết đi ngược lại đường lối của Chúa. Xin Chúa cho con luôn can đảm, cho con nhớ rằng Chúa đã không báo trước cho con những điều thuận lợi, may lành, mà là báo trước những sự đau khổ, bất lợi và thiệt thòi gắn liền với lý tưởng phụng sự Chúa. Vì thế, khi gặp những nghịch cảnh, con không ngỡ ngàng nhưng biết đón nhận với lòng yêu mến Chúa. Với tình yêu, con sẽ vượt qua tất cả. Khi con thông phần vào thập giá Chúa thì con cũng được chia sẻ phần vinh quang phục sinh. Lạy Chúa, Chúa là cùng đích của đời con. Xin cho con luôn vững tin vào Chúa, hy vọng nơi Chúa. Xin cho con trung thành theo Chúa trên con đường thập giá, để con dự phần vào chiến thắng của Chúa. Chúa đã chiến thắng thế gian, xin giúp con nhìn lên Chúa mà an tâm tiến bước. Amen.